xin chào công tử. Tiểu thư, trong hoàn cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nói chua chát quá. Công tử còn giận. Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thư đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Nhà trai thân lúc đã giữa phong trần, trong cuộc đời già đã bạc tiền, nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thư đổi với trang nghĩa phủ ngày xưa, đã cất áp vang lấy tiền tiền dòng lấy lấy đây mới hành trang trang chưa một thanh tình, và số bạc mòn đã chấp chiêu trong dạ, cảm ơn Sơn. Trọng trao tay ân cần đứa tiền kia đăng trên Quỳnh Ngang. Em đâu dám mong được cùng anh vui giàu sang tình.
Trời ơi, Quỳnh Nga ơi, nàng cao cao quá. Nói đi em. Xin bay biệt.